Kính chào ông bà quản nhiệm Hội Thánh, Ban Chấp sự, Trị sự của Hội Thánh Chúa tại Chi hội Sài Gòn cùng toàn thể quý cụ, quý ông bà, con cái của Chúa trong Hội Thánh. Cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay thì Hội Thánh Chúa ngày đầu tháng 11, Hội Thánh Chúa được nhóm lại trong đền thánh của Chúa, giàu 530 người. Hơn 4 tháng chúng ta bị giãn cách xã hội, xa cách nhà của Chúa. Chúng ta đối diện trước cơn dịch mà hoành hành, chẳng những trên đất nước của chúng ta mà cả thế giới, bao nhiêu triệu người chết. Chúng ta rao giảng tin lành tìm kiếm một linh hồn, nhưng mà triệu người chết như thế, họ đã được nghe tin lành như thế nào? Chúng ta cảm ơn Chúa vì cớ chúng ta được nhóm họp buổi sáng hôm nay, vừa trực tiếp mà vừa trực tuyến nữa. Cũng trân trọng kính chào toàn thể các con cái của Chúa tại gia đình đang nhóm lại để thờ phượng Chúa. Có xa cách nhà của Chúa chúng ta mới thấy yêu mến nhà Chúa như thế nào. Như Sách Giải Thi Thiên nói, tôi yêu thích, tôi mến quý nhà của Chúa như thế nào. Và chúng ta cũng thấy được cái sự sống của chúng ta rất là quý báu trước mặt Đức Chúa Trời. Thì có một linh hồn thì quý hơn cả thế gian, Chúa nói như vậy. Chúng ta mới thấy cái sự sống của chúng ta là quý, và chúng ta phải dâng cho Chúa, phục sự Chúa, nó phước hạnh như thế nào. Chúng ta mới thấy cái cuộc sống gia đình chúng ta giữa vợ chồng con cái, nó gắn bó và nó hạnh phúc biết bao. Mà từ lâu chúng ta hình như không đặt nó là cái trọng tâm. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cớ chúng ta được nhóm họp như thế này, và cứ cầu nguyện Chúa cho cơn dịch ở trên đất nước của chúng ta sớm qua đi, cũng như trên thế giới này, để tin lành quyền năng cứu rỗi của Chúa cứ được rao giảng. Và tôi tin chắc rằng từ năm 30 người đây chúng ta sẽ nhóm lại được trên 500-300 người hàng tuần như vậy. Chúa vẫn còn làm phép lạ ở giữa chúng ta, những người thành tâm kính sợ Chúa, nhìn biết Chúa trong tất cả mọi phương diện, để rồi tỉnh thức chúng ta cũng như tội nhân, biết sự sống mình là quý và còn lại như thế nào, để rồi kiếp nghe tin lành cứu rỗi của Chúa. Mà chúng ta là những người, là những ngọn đèn của Chúa thắp lên để chúng ta soi ra, rao báo tin lành cho đồng bào của chúng ta. Chủ đề của Hội Thánh ở trong tháng này, ông mục sư quản nhiệm cho tôi biết là ánh sáng của người Cơ Đốc. Nói ánh sáng của người Cơ Đốc là nói đến sự sáng của Đấng Christ ở trong người Christ, hay là Cơ Đốc nhân. Đấng tiên tri Ê-sai đã dự ngôn về cái ánh sáng này như sau: dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ê-sai chương 9 câu 1 và câu 5. Giăng Báp Tích là đấng tiền hô cho con trẻ sanh ra cho chúng ta đó, và Giăng Báp Tích đã làm chứng về sự sáng này. Ông nói sự sáng này là sự sáng thật, mà khi đến thế gian thì soi sáng cho mọi người. Soi sáng cho mọi người còn được dịch là soi cho mọi người sanh ra ở thế gian này. Sách Tin Lành Giăng chương 1 câu thứ 9. Và trong bài giảng của Chúa Giêsu về các phước lành ở trên núi đây, chúng ta đã được đọc ở trong khúc Kinh Thánh vừa qua, thì chúng ta cùng suy gẫm thứ nhất là điều mà Chúa Giêsu phán với các môn đồ của Ngài. Trước khi chúng ta đi vào điều mà Chúa Giêsu phán với các môn đồ của Ngài đó, các ngươi là sự sáng của thế gian, thì chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu phán ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng mà có ánh sáng của sự sống. Khi Chúa phán điều đó thì các người Pha-ri-si họ bắt bẻ Chúa rằng Chúa phải đưa ra những cái thực chứng, những cái bằng cớ, và Chúa Giêsu đã tự chứng minh về chính mình Ngài từ đâu mà đến. Và Chúa nói với lời tuyên bố rằng Ngài là lẽ thật khi nói ta là sự sáng của thế gian. Có nghĩa là điều này không thay đổi, vẫn còn y nguyên cho đến muôn đời. Và một bằng chứng nữa, Chúa nói rằng Cha cũng chứng cho ta nữa, vì Cha ở cùng ta. Giờ chúng ta trở lại ở đây, Chúa Giêsu phán với các môn đồ, các ngươi là sự sáng của thế gian. Thưa quý Hội Thánh, danh hiệu sự sáng của thế gian cũng từng được người Do Thái dùng để chỉ những cái rabbi nổi danh của họ, mà người ta có thể kể ra họ có kính trọng Rabbi Juda, Rabbi Yochanan vân vân, và họ xem những người này là sự sáng của thế gian. Nhưng bây giờ họ nghe Chúa Giêsu nói các môn đồ của Chúa Giêsu, họ biết rõ những môn đồ của Chúa Giêsu là những người nhà quê, có thể nói như vậy, những người đánh cá, những người bình dân mà thôi, không có danh vị gì. Vì Chúa nói rằng các môn đồ của Chúa là sự sáng của thế gian, rồi không chịu được, có thể mắt họ xốn sang, gai mắt lắm. Nhưng mà chúng ta hãy trở lại Chúa Giêsu, chúng ta là lẽ thật. Lời của Chúa phán ở đây là chân lý còn lại muôn đời, vì chính Chúa Giêsu, Ngài là sự sáng của thế gian. Và sau này những người mà bắt bẻ Chúa Giêsu cũng như coi thường các môn đồ của Chúa Giêsu, họ phải công nhận rằng cái lời Chúa nói là thật. Mà Kinh Thánh cũng ghi rõ vì cớ họ biết các môn đồ này ở với ai, tức là ở với Đức Chúa Giêsu Christ. Và họ biết rõ Chúa Giêsu Christ là Rabbi, là thầy của các môn đồ. Các ngươi là sự sáng của thế gian, Chúa phán như vậy. Và đây quả thật là một đặc ân, một chân phúc. Tuy nhiên nó cũng là một trách nhiệm rất lớn lao cho các môn đồ của Chúa Giêsu, cho Cơ Đốc nhân chúng ta ngày hôm nay. Cơ Đốc nhân nhận lấy sự sáng, cho nên thu hút được nhiều người đến với mình. Và Cơ Đốc nhân cũng là người để mà ban phát sự sáng, soi chiếu nó ra. Nhiều người nói rằng phản ánh. Tự nhiên Chúa nói rằng các môn đồ cũng là sự sáng của thế gian. Khi tôi nhìn ở trên màn hình truyền hình, khi mà phi hành gia Armstrong bước lên trên mặt trăng, tôi còn là một thanh niên ở trung học thôi, nhưng mà lần đầu tiên tôi thấy được cái băng ghi hình đó, ghi hình trái đất chúng ta đang xoay như thế này, và sáng rực ở giữa không gian, sáng rực ở giữa không gian. Và nó quả thật là một quả cầu sáng đấy. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Bây giờ người ta trả biết bao nhiêu tiền để có thể bước lên cái phi thuyền đi ra khỏi cái khoảng không này để nhìn lại cái trái đất nó sáng như thế nào. Các ngươi là sự sáng của thế gian. Thì khi nói như thế thì Chúa có một hình ảnh để mà chứng thực cho cái điều mà Chúa nói. Thứ nhất, đó là một cái thành trên núi thì không khi nào khuất được, không khi nào giấu người ta được, không bao giờ khuất mắt người ta được, nó đập vào mắt người ta. Tôi tin rằng đã từng có các con cái của Chúa đi tham quan các lâu đài, các pháo đài ở trên núi cao, có phải vậy không? Cũng thường đi qua thấy những thành phố mà được xây dựng ở trên núi đó, có phải không? Không thể giấu được, đập vào mắt người ta. Mà chúng ta biết cái sự sáng nó đi tới 300.000 cây số một giây đấy, nhanh lắm. Mà nhất là được đặt ở trên núi cao, và chúng ta có thể nhận thấy nó từ đàng xa, và khi chúng ta đến gần thì chúng ta chiêm ngưỡng nó uy nghiêm như thế nào, đẹp đẽ ra làm sao, nổi bật như thế nào. Người ta nói không xa cái ngọn núi phước lành mà Chúa đang ngồi rao giảng ở đây đó, thì có một ngọn núi không xa ở đó. Ở trên đó người ta xây thành thành phố trên đó, người ta gọi là cái thành Sa Phết, mà khi xưa gọi là Betulia. Nó cũng sừng sững ở tại đó, mắt họ thấy rõ, đập vô mắt và không khuất được đâu. Cho nên thưa với quý hội thánh, Cơ Đốc nhân là sự sáng phân biệt với thế gian, tối tăm, khuất tất, tội lỗi. Cơ Đốc nhân là sự sáng của thế gian, cho nên họ rất được dễ thấy mà cũng rất được soi bói. Cơ Đốc nhân là sự sáng cho nên thu hút được rất nhiều người đến với họ, đặc biệt những Cơ Đốc nhân mà nhiệt thành đối với công việc của Chúa. Chúng ta biết các môn đồ của Chúa Giêsu trước khi được Chúa kêu gọi thì ít có ai mà biết đến họ, có lẽ những người đánh cá, đồng nghiệp của họ mà thôi. Tuy nhiên, khi mà họ được Chúa kêu gọi theo Chúa, được sự biến đổi từ những đức tánh của Chúa, mỹ đức của Chúa, họ thấy được công việc, quyền năng của Chúa biến cải trên đời sống của những con người này, và các môn đồ của Chúa thực sự được tôn trọng. Các môn đồ của Chúa xứng đáng để được người ta nhìn vào. Nên có người ngưỡng mộ, học hỏi, bắt chước đó. Nhưng chúng ta đừng lấy làm lạ, cũng có số người nhìn vào đó mà soi bói, như đã nói, chỉ trích, đố kỵ, ghen ghét, bắt bớ, nguyền rủa và gây tai họa, ngay cả sự chết đến với họ. Vì tại sao? Vì cớ sự tối tăm thì ghét sự sáng, tội lỗi nó xảy ra ra những bức tối, nó bắn bể hết những đèn đường, bắn hết bể hết những cái máy thu hình, phải không? Cho nên ta nói là tội lỗi đồng hóa với bổn tội. Chúng ta đừng lấy làm lạ, phải không? Chúng ta khi mà thấy những sự việc đã xảy ra đối với chúng ta thì Chúa bảo chúng ta ngước đầu lên, phải không? Vì nước thiên đàng gần mấy nơi lắm rồi. Đó là phước. Người vì cớ sự công bình bị bắt bớ thì nước thiên đàng thuộc về các ngươi. Lấy điều dữ, điều ác, nói ngu, vân vân. Hãy mừng đi, thì phần thưởng cho người trên thiên đàng là lớn lắm. Một thành phố ở trên núi thì không bị khuất được. Vì vậy mà Cơ Đốc nhân được tỉnh thức, chúng ta không thể sống một cách giấu mình, ẩn tu, chỉ biết có mình mà thôi, hưởng ân huệ của Chúa ban cho mà không bày tỏ Chúa ra. Xin thưa, dễ bị khuất lắm, bị mất lắm, phải không? Tiến sĩ Spurgeon, sứ giả Vân Ơn, ông nói như thế này: những con người đó như là những con người mà đi hành hương về thiên đàng ở trong ban đêm vậy đó. Không có anh chị em nào của mình thấy và người ta cũng không thấy nữa. Chúa muốn chúng ta là sự sáng cũng được, nhiều người thấy, nhưng người ta thích hay là người ta ghét. Đó là phận sự của chúng ta. Và đó là phước của chúng ta, vì Chúa đang giảng các bài về phước lành. Chúa cho chúng ta nhận biết cái phước đó. Còn nếu có đất nhân mà giống như thế gian thì sao? Sẽ được thế gian yêu thương, phải không? Tuy nhiên, không ảnh hưởng gì hết cho tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ. Những con người này bị mắc hút ở trong thế gian tối tăm, đó là màu xám ở trong màu đen của thế gian. Đấy. Không giúp ích gì hết. Cái thành trên núi thì không khi nào khuất được. Hình ảnh minh chứng cho lời Chúa nói thứ hai ở đây: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Những cái đèn cơ đốc nhân chúng ta đã được Chúa thắp sáng lên khi chúng ta tin Chúa, chúng ta hứa ơn cứu rỗi và đổi mới đời sống của chúng ta. Thì xin thưa, không đặt ở dưới cái thùng, không đặt sai chỗ, cũng không ở đâu luôn. Tại sao? Vì nó không hữu dụng, nó không phát tán được, nó không lan tỏa ra cái ánh sáng phúc âm được. Cho nên chúng ta thấy sau khi Chúa về trời, cái mạng lệnh của Chúa thế nào? Các môn đồ của Chúa không phải chỉ quanh quẩn ở các thành ở tại Galilee, không phải ở tại Jerusalem, nhưng mà phải làm sao? Phát tán ra mọi nơi, mọi nước, mọi dân tộc. Đó là mạng lệnh của Chúa. Những cây đèn cơ đốc nhân đã được Chúa thắp sáng lên thì chúng ta phải tỏa sáng, không đặt sai chỗ, không ở miết ở trong cái chỗ mà không lan tỏa ánh sáng được. Nhưng mà Chúa nói người ta, xong người ta để ở trên chân đèn thì nó làm sao? Nó soi sáng cho mọi người ở trong nhà. Sách Khải Thị chương 1, sứ đồ Giăng chứng cho chúng ta biết hội thánh Đức Chúa Giêsu Christ là những chân đèn bằng vàng. Những chân đèn bằng vàng. Như vậy là chân đèn này dùng để đặt những cây đèn cơ đốc nhân được thắp sáng vào đó để làm gì? Để lan tỏa ra, lan tỏa ra. Những cây đèn, những cái chân đèn mà cao chừng nào thì nó phải tỏa sáng nhiều chừng đấy. Trách nhiệm của nó tỏa ánh sáng của tin lành, tỏa ánh sáng của ơn cứu rỗi Đức Chúa Giêsu Christ cho muôn nước, muôn dân. Đèn mà để trên chân đèn thì soi sáng cho mọi người ở trong nhà, nói riêng ở trong gia đình của chúng ta. Người vợ chúng ta có phải là ngọn đèn ở trong gia đình không? Có thể là soi sáng ở ngoài đấy. Ông chồng có phải là cái ngọn đèn soi sáng trong gia đình với vợ con không? Mặc dù ông đó, ông ngoài đời đó là sáng lắm à. Xin Chúa cho chúng ta biết soi ở trong gia đình của mình trước, hưởng sự sáng của Chúa trước, phải không? Còn nói chung đó, tin lành đem ánh sáng đến cho muôn người, mọi người đến gần với tin lành. Phúc âm tin lành rao ra cho mọi nơi, mọi nơi có phúc âm. Cảm tạ ơn Chúa khi chúng ta suy gẫm Chúa Giêsu là sự sáng lớn cho trần gian đó. Có nghĩa là Chúa Giêsu soi sáng ơn cứu rỗi mà Ngài thực hiện cho nhân loại soi cho cả nhà thế gian, thử sáng lớn cho thế giới, cho trần gian, soi cho cái nhà của thế gian này. Nhà giải kinh có tiếng là Bát đây giải thích như sau, khi ông nói như thế này: Chúa Giêsu mang ánh sáng của thần tánh Đức Chúa Trời vào trong cái đèn lòng yếu ớt của con loài người, để nó trên chân đèn của hậu thánh Ngài, để cả nhà thế gian nhờ đó mà được thắp sáng, nhờ đó mà nhân loại được cứu. Thánh Phôlô nói với con cái Chúa ở tại hội thánh Ephesos, là nơi có thờ nữ thần đi anh đó, đúng không? Và đủ thứ tội lỗi ở tại đó. Ông nói với con cái của Chúa rằng: Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng ở trong Chúa, thì hãy bước đi như con cái sáng láng vậy. Ở trong cái video đoạn 5 câu 8: Các ngươi là sự sáng của thế gian. Và có hai hình ảnh minh họa như thế đấy. Bây giờ chúng ta đọc tiếp: Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy. Tôi muốn nói đến mạng lệnh của Chúa truyền cho các môn đồ. Sự sáng các ngươi hãy soi. Như đã nói, Cơ Đốc nhân nhận sự sáng thì cũng có trách nhiệm để mà ban phát sự sáng, soi sáng sự sáng ra cho nhiều người. Đó là một mệnh lệnh thì con cái của Chúa, chúng ta phải lấy đó làm bổn phận phải làm, và trách nhiệm chúng ta phải gánh vác. Cảm ơn Chúa, Ngài hứa Ngài ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế, cho đến khi chúng ta chết. Đang khi chúng ta làm điều này, cho đến khi Chúa trở lại, ta thường ở cùng các người luôn cho đến tận thế. Cho nên đừng thấy cái bổn phận của mình, cái trách nhiệm của mình thì quá sức đâu. Cảm tạ ơn Chúa. Chúa nói: Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, học theo ta và gánh lấy ách của ta, vì ách ta dễ chịu, gánh ta nhẹ nhàng. Cảm ơn Chúa. Thưa quý học thánh, có sự cám dỗ lớn cho những người biết mình làm đèn của Chúa nhưng mà không làm tròn cái bổn phận soi sáng. Có thể họ biện minh như thế này: vì hoàn cảnh, bị đặt không đúng chỗ của họ chăng, bị hạn chế, bị thiếu dầu, bị buộc phải cúp nó đi, tắt nó đi, và họ thúc thủ ngồi yên một chỗ không làm gì cả. Thưa quý hội thánh, xét theo lẽ thật, xét theo niềm tin của chúng ta, cái mạng lệnh của Chúa để lại khi mà Chúa về trời, từ đó đến ngày hôm nay bao nhiêu thế kỷ qua, hơn 2.000 năm rồi, thì cái nhiệm mạng trọng yếu này vẫn được thực hiện, tiếp tục được thực hiện, vẫn được kết quả, không hề thất bại, vẫn tiếp tục thành công. Nhiều linh hồn đồng bào vẫn đến với Chúa, tin nhận Chúa. Vì sao? Vì Chúa là sự sáng lớn, vì Chúa là đấng ban sai, vì đức tin và sự vâng lời của những người nhận lấy cái mạng lệnh này, cái trọng trách này. Kết quả không xa sau khi Chúa chúng ta về trời, vô số con cái của Chúa, tôi con Chúa chịu tuần đạo để mà soi sáng phúc âm cho tất cả mọi dân lúc bây giờ, dưới thời bạo chúa của Nê-rông và La Mã, cũng như trải qua mọi thời đại cho đến ngày hôm nay của chúng ta. Bản lĩnh soi sáng phúc âm, đời sống đức tin của cái Chúa vẫn được tiếp diễn, vẫn được lan tỏa, dù rằng quyền lực của sự tối tăm áp hãm. Thì người cứ vững lòng, vì ta đã thắng thế gian rồi. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy. Như vậy là như thế nào? Như vậy là soi ra như thế nào, thưa quý hội thánh? Là những cái đèn được đốt sáng, cái đốt nhân phải soi ra bằng cách thứ nhất là chúng ta phải rao truyền cái điều tốt lành cho mọi người. Và điều tốt lành hơn hết là gì? Là rao ra sự hiểu biết của chúng ta về lẽ thật của Đức Chúa Jesus Christ, những sự dạy dỗ của Chúa và đặc biệt về ơn cứu rỗi của Chúa. Và đây là điều tốt lành hơn hết, hơn tất cả mọi cái việc tốt lành nào khác. Chúng ta nhớ nha, đừng để tất cả những điều khác chi phối chúng ta việc này. Trong mối giao tiếp của chúng ta với mọi người xung quanh, người lân cận của chúng ta, giống như người Samari vậy đó, không lân cận gì hết người Do Thái, nhưng mà cái cách giao tiếp, cái sự sống họ bày tỏ ra cái điều tốt lành và được hấp dẫn. Rồi, giao tiếp của chúng ta phải bày tỏ ra chúng ta với cái tình thương và không phân biệt gì cả về lợi ích của tất cả mọi người. Bày tỏ ra những điều đó, rao ra những điều đó, chắc chắn là có kết quả. Để chúng ta lưu ý Cơ Đốc nhân không thu mình, giữ mình một cách riêng tư, gọi là tịnh dưỡng đó, hay là lặng nhìn, nhưng phải là những người đã nhận lấy những ơn lành, những phước lớn, phước lạ mà Chúa ban cho. Chúng ta phải làm chứng về những điều đó với người xung quanh chúng ta, gần nhất là làm chứng cho con cháu của chúng ta trong mái gia đình. Đấy, thì nó cũng biết Chúa, phải không? Nó cũng được soi. Ngoài ra thì Cơ Đốc nhân cũng phải soi sáng bằng cái đời sống tốt của mình, cái việc làm tốt của mình. Khi nói về Giăng Baptist, Chúa Giêsu nói Giăng Baptist là đuốc đã thắp và sáng lên. Cái nghĩa là đời sống của ông bày tỏ một cách rõ ràng, kính thưa như vậy, không có úp mở, thanh sạch, công bằng, kỷ cương luật lệ của Đức Chúa Trời. Khi người ta đến hỏi phải làm gì, từ người lính cho đến những người quan lại, vân vân, phải làm gì. Cơ Đốc nhân phải soi sáng ra bằng cái đời sống của mình. Thánh Gia Cơ bảo như thế nào? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan, nhu mì mà ra. Trong Gia Cơ chương 3 câu thứ 13. Và chúng ta biết ông Gióp, sự thử thách về đức tin của ông Gióp, bày tỏ niềm tin của ông vào Chúa như thế nào trong cơn hoạn nạn, thử thách và đối diện trước sự chết. Ông nói sau đó, khi tai ai, lỗ tai đó, nghe tôi, bèn xưng tôi là có phước. Mắt ai thấy tôi, bèn làm chứng cho tôi. Chúng ta đọc chót hết cái phần phước hạnh sau, cái cơn thách thức mà đức tin vẫn vững yên, vẫn tin cậy nơi, vẫn rao ra lẽ thật của Chúa, chấp nhận trong mọi sự. Chúa ban cho mọi sự phước quá chừng gấp đôi, phải không? Khi tai ai mà nghe tôi, bèn xưng tôi có phước. Mắt ai thấy tôi, bèn chứng cho tôi. Có nghĩa là không phải tôi, xin thưa như vậy, mà là Chúa ở trong tôi. Đấy, sáng của Chúa. Rồi, đời sống của chúng ta phải tỏ ra những mỹ đức của cứu Chúa của chúng ta, phải không? Phải có những trái của Đức Thánh Linh trong đó. Chúng ta soi bằng cách đó cho nhiều người, chứng thực trước mọi người. Và xin nhớ như đã nói, cái sự sáng nó tới người ta nhìn vào chúng ta, nó đi tới 300.000 cây số một giây, nhanh lắm đó quý bạn chị em. Đấy, chúng ta phải soi sáng bằng những việc tốt nữa, đời sống tốt và những công việc tốt nữa. Chúng ta học biết Cơ Đốc nhân không phải làm lành để được cứu, nhưng mà chúng ta được cứu để dự bị làm những công việc tốt lành. Đấy, để làm gì? Để người ta nghĩ tốt về Cơ Đốc giáo, nghĩ tốt về đạo của Chúa. Thế nên Cơ Đốc nhân không được giấu các talent mà Chúa ban cho mình, mà mình phải làm lợi ra cho mọi người. Đấy, bằng những công việc mà những ơn của Chúa ban cho, những ta lân của Chúa giao thác. Nói một cách rần rủi, chúng ta là người hầu việc Chúa, cơ đốc nhân phải trung tín trong sự quản lý tiền bạc, trong sự quản lý gia đình của mình ở trong Chúa, trong sự quản lý tài chính và tất cả những công việc gì mà Chúa giao phó cho chúng ta rao ra làm việc tốt. Để làm việc gì thì phải hết lòng mà làm, như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, nó phải làm cho mình để người ta thấy mình. Chúng ta sẽ học cái này phần chót. Sự sáng các ngươi phải soi trước mặt người ta, soi trước mặt người ta để người ta thấy mà người ta đi thẳng vào con đường. Đấy, sự sáng phải soi trước mặt người ta để người ta thấy, người ta đi theo, không bắp. Soi sau lưng thì không ai thấy hết, nấp nấp người sao không ai thấy hết, ú ớ người sao không ai thấy hết. Soi sau lưng thì không thấy gì cả, vẫn là tối tăm, phải không? Thế nên cơ đốc nhân mà soi sáng thì phải cho rõ ràng, phải chính danh, không tà đạo, không lợi dụng tôn giáo. Chúng ta biết trong sự sáng nó có nhiều cái tia mà có thể giết chết người trong đó đấy. Những cái tia mà nó làm cho chúng ta mất mạng đấy, những tia mà nó làm cho mù mắt không thấy đấy. Cho nên chúng ta cẩn trọng điều đó. Đối tượng chúng ta phải rao ra là gì? Là con người, là người ta. Đấy. Không phân biệt mọi người, phải không? Mọi màu da, chủng tộc, tiếng nói, giới tính, tuổi tác, giai cấp, khôn ngoan hay là dại dột, thiện lành hay gian ác, bạn hay là thù, không phân biệt. Đó là đối tượng mà chúng ta phải soi ra. Kinh Thánh chép vì mọi người đều đã phạm tội, mọi người đều cần được soi sáng bởi ánh sáng của tinh lành, mọi người cần phải được cứu. Dần đi ở trong nơi tối tăm, có nghĩa là thiếu mất sự sáng, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ đều cần đến ánh sáng phúc âm, họ đều cần đến ân cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ. Sự sáng của người phải soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh, suy gẫm với Hội Thánh, là mục đích sự soi sáng của cơ đốc nhân. Sự sáng của cơ đốc nhân soi ra với mục đích gì? Mục đích gì? Thứ nhất, Chúa nói thế nào? Đặng họ thấy việc lành của các ngươi. Đặng họ thấy việc lành của các ngươi. Chúng ta lưu ý, việc lành của các ngươi chứ không phải là thấy các ngươi. Chúng ta nên nhớ như vậy. Nhiều người hầu với Chúa muốn người ta thấy mình quá đi, sợ người ta không thấy cũng nói nhiều về mình quá đi. Mọi điều Chúa nói những người Pha-ri-si làm đó, thấy đều là để người ta thấy họ, để người ta chú mục về họ, khen ngợi họ, tôn họ, và họ lấy làm tự hào và thỏa mãn về điều đó. Ngay cả Chúa nói họ xủ cái tủ áo cũng vậy. Đấy. Họ đeo cái thẻ bài cũng thế, họ cầu nguyện trước mọi người cũng vậy, cũng chỉ để người ta thấy. Đặng họ thấy các việc lành của các ngươi. Nếu cơ đốc nhân trước tới bây giờ cũng vậy, rồi lấy việc làm của mình làm để mà cho người ta thấy mình, là mình nhận lấy cái sự khen ngợi của người ta và tự hào khoe mình đó, thì hỏng rồi. Hỏng rồi. Thì ngược lại những gì mà mục đích Chúa muốn cơ đốc nhân là đèn với soi sáng. Mục đích của sự rao ra tinh lành của Chúa, sự ban cho nhân không, nhận nhân không, phải ban phát nhân không. Không có nhân nhị gì trong đó hết, không có thiếm sực gì trong đó hết. Cho nên xin thưa, nếu chúng ta nhận lấy sự khen ngợi của người ta để rồi khoe mình thì hỏng rồi. Xin thưa, nó sẽ phá hủy hết mọi điều mình đã làm ra. Ở trước mặt Chúa thì chả có công lao gì cả. Chả có mình. Ngay cả dân của lễ dân nữa mà lòng xa cách quá đi, không theo ý muốn của Chúa được, Chúa không nhận. Phải không? Chúng ta nên lưu ý, chúng ta nhận sự vinh hiển từ nơi con người thì coi chừng vậy là mới đưa chúng ta ra mất cái mục đích tốt lành của chúng ta. Xa cái mục đích soi sáng của tôi con của Chúa. Đó là gì? Xin nhắc lại, đó là soi ra có lẽ thật của ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ, soi ra cho linh hồn tội nhân. Và đây là làm cho người ta ngợi khen Đức Chúa Trời đích thực theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đặng họ thấy việc lành các ngươi. Thứ hai là để gì? Ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Ôi, Cơ Đốc nhân mà được làm sáng danh Chúa, được lớn lao nhất ở trên trần gian này, không có một cái việc gì mà lớn lao bằng tội con của Chúa, làm vinh hiển danh của Chúa, làm sáng danh Chúa. Cho nên ai nấy cũng phải làm sao nhắm vào cái mục tiêu này trong mọi việc mà mình làm ra, nói là cho Chúa, cho hội thánh. Mà anh chị em, ở trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 11, Phi-e-rơ kinh nghiệm lắm, phải không? Một ngọn đèn phải soi sáng như thế nào, trong hoàn cảnh ra sao, và ông cũng đã thất bại thì không soi sáng được như thế nào. Rốt cuộc thì ông nói với chúng ta như thế nào? Thì ông kinh nghiệm điều đó. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như kẻ làm, như người rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Và nếu có kẻ làm chức gì đi nữa thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh ở trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ đã đấng được sự vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Chúa không nhường sự vinh hiển của Chúa cho ai cả. Chúng ta hãy làm phận sự của chúng ta. Những con người không quy sự vinh hiển về cho Chúa như Nê-bu-cát-nê-sa, phải ăn cỏ như bò cho đến chừng nhận biết quyền năng sự vinh hiển của Chúa, phải tôn vinh Chúa thì Chúa mới làm sao cho phục hồi lại con người, và mới nói rằng chỉ do Đức Chúa Trời mà thôi đáng thờ phượng. Không bị vua phải hạ mình xuống ăn cỏ như bò. Rồi khi nhận biết được thì cao rao sự vinh hiển của Chúa. Mọi sự vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng và Amen. Amen. Thế nên mọi hoạt động của Cơ Đốc nhân phải tập trung vào cái câu Kinh Thánh này. Chẳng những chính chúng ta làm việc vinh hiển Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng còn phải làm mọi điều để đem nhiều người cùng đến với chúng ta để ngợi khen Đức Chúa Trời. Và đó là sự soi sáng của chúng ta đấy. Đó là mục đích của chúng ta. Chúng ta làm điều này là bởi họ thấy những việc lành của chúng ta làm ra ở trong cái sự sống đạo, ở trong sự truyền đạo của chúng ta. Và qua đó mình ta thấy được quyền năng của ân điển Đức Chúa Trời ở trong chúng ta để mà tôn vinh Chúa, thờ phượng Ngài. Một nhà khoa học, cũng là một nhà quân sự, một người yêu nước nữa, đó là nhà khoa học Archimedes. Ông đã cống hiến khám phá ra nhiều cái việc mà có thể giúp đỡ cho nhân loại trải qua các đời. Ông khám phá ra cái lực của đòn bẩy, ông khám phá cái lực đẩy của nước. Nhưng mà đặc biệt có một điều là ông khám phá ra được, và ông làm được cái kính hội tụ, thu hút được ánh sáng của mặt trời. Và chính ông đã thiết kế những cái kính này lớn như thế để mà đốt quân thù. Đốt quân thù. Có lẽ người ta khen ngợi những công tác lớn lao đó của ông, mà chúng ta còn thừa hưởng. Chúng ta còn thừa hưởng. Tuy nhiên chúng ta biết Đức Chúa Jesus Christ là sự sáng lớn, sự sáng thật khi đến trần gian này. Người ta nói lúc bây giờ cái ngôi sao phương Đông đó là những cái thiên thể, những cái vầng sáng ở trên, ở trong vũ trụ hợp lại thành con đường dịch xuống. Sự sáng lớn nó đến là và thấy sự sáng lớn ở trên trời Đông như thế nào. Rồi khi Chúa Giêsu sanh ra tại Bethlehem, cả đoàn thiên sứ thánh là cả đoàn thiên sứ ánh sáng đấy. Người ta nói thiên sứ được Chúa dựng lên bằng ánh sáng. Có loại thiên sứ bằng lửa, những seraphim, phải không? Cả một đoàn thiên sứ rực sáng để mà hát mừng ánh sáng lớn đã đến trần gian, soi trong tối tăm cho người ta. Cái sự sáng đó là sự sáng của sự sống, phải không? Sự sáng là sự sống hướng về loài người chúng ta, hướng về sự sáng. Chúng ta là những cái đèn soi sáng, phải không? Sự sáng của Chúa của chúng ta. Phaolô nhiệt tình lắm trong tôn giáo, nhiều nhiệt tình sai. Đi con đường tưởng đâu đem mình lên, nhưng mà thực sự đá vào mũi nhọn. Cho đến chừng Sao Lơ bị ánh sáng trời đốt, ông phải té xuống ngựa. Ánh sáng đó đã làm thánh hóa cuộc đời của ông, sửa sai ông, trui luyện ông trở thành một công cụ đắc lực cho sự phát sáng cho Chúa. Và trong thế giới cổ lúc bây giờ chúng ta biết, trong thế kỷ đầu tiên đấy, mấy mươi năm thôi, mà cả thế giới cổ lúc bây giờ các nước thải đều nghe đến tin lành cứu rỗi của Jesus Christ. Các thiếu nhi thì có bài hát muốn làm một tia sáng cho Chúa, có phải vậy không? Để soi khắp nơi, cảm ơn Chúa. Mỗi một em như vậy cũng muốn làm tia sáng, chúng ta có một bài hát, phải không? Tia sáng. Nhưng mà những người trưởng thành trong Chúa, không phải là một tia, phải không? Mà một ngọn đuốc được đốt và cháy sáng lên, đặt ở trên cái chân đèn quý báu là hội thánh của Chúa để mà rao ra. Phải là như vậy mới được. Chúa cho hết thảy. Thôi tớ Chúa con cái Chúa khi Chúa phán các ngươi là sự sáng của thế gian. Với tất cả những gì mà Chúa bày tỏ những câu kinh thánh ngắn ngủi này, chúng ta biết bổn phận trách nhiệm trước cái nhiệm mạng trọng yếu mà Chúa giao phó chúng ta như thế nào. Nguyện làm một ngọn đuốc thắp và sáng, đặt trên chân đèn hội thánh của Chúa. Chân đèn càng cao thì phải đủ trách nhiệm để soi càng xa, càng tốt. Nên mỗi điều mà tôi muốn chia sẻ tới hội thánh sáng hôm nay. Cảm ơn.